Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm sinh tố sữa chua Việt quất. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta có đá. Tiếp theo là sữa tươi không đường. Và đây là Việt quất. Đây là siro artiso. Và đây là sữa chua. Và đây là sữa đặc. Và đây là bột kem béo. Bây giờ ta bắt đầu xay sinh tố. Trước tiên ta bỏ đá vào trước. Giờ ta bỏ kem sữa béo, 2 muỗng kem sữa béo, 2 muỗng canh và 2 muỗng sữa đặc. Và đây là sữa tươi không đường. Đó, mình cho ít thôi. Mình không thích uống sữa tươi không đường cho mình cho ít thôi. Và đây là sữa chua. Đây là hộp sữa chua. Và đây là sữa siro artiso, cho 1 muỗng canh. Mà không có sữa chua artiso cũng được. Và đây là Việt quất. Đó, ta cho khoảng 30g. Bây giờ ta bắt đầu xay. Như vậy là ta đã có 2 ly sinh tố. À không, một ly mình lấy lộn, 1 ly và thêm 1 ít nữa. Sinh tố Việt quất ăn rất tốt cho người bị tiểu đường và bị tim mạch. Việt quất này nó có nhiều dinh dưỡng lắm. Và rất tốt cho tiểu đường và tim mạch. Mình mua chai Việt quất này là 105.000 và hũ sữa chua 5.000. Nhưng mà chai Việt quất này mình làm được rất nhiều lần. Đây là mứt Việt quất. Bây giờ thì mình uống thử sinh tố. Rất là ngon.
rất là ngon và dễ làm. Những người mà thừa cân mình nên uống việt quất mỗi ngày. Tại vì mình cũng có nghe nói là việt quất này là uống giảm cân rất tốt cho sức khỏe. Và uống rất ngon nữa. Mình có sữa chua, sữa đặc, việt quất, đá, sữa tươi là được rồi, mình không 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 cần phải là siro atiso. Và sữa kem béo thì mình có cũng được mà không có cũng được. Nhưng mà sữa kem béo thì nó ngon lắm. Mình uống sữa kem béo rất ngon. Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé.